Mới đây, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, ba thống đốc có tầm ảnh hưởng của Indonesia gây sốt khi tham gia thử thách Any Song của nam ca sĩ Hàn Quốc Jiko. Khoảnh khắc đáng yêu của ba vị thống đốc Indonesia bao gồm thống đốc Jakarta Anies Baswedan, thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo và thống đốc Tây Java Ridwan Kamil khi tham gia chương trình Mata Naya tối ngày 19 tháng 2 vừa qua, ngay lập tức gây bão mạng xã hội thế giới. Cụ thể, khi được yêu cầu tham gia Any Song Challenger, tạm dịch thử thách Any Song khởi xướng bởi nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, Jiko, cả ba vị thống đốc này đều vui vẻ đồng ý thử thách Any Song được. Cho là đang khiến giới trẻ mê mẩn, sau khi người dẫn chương trình Naya Siap ra tín hiệu bắt đầu, bộ ba thống đốc bắt đầu nhìn theo video hướng dẫn và cố gắng nhảy theo động tác, cũng như điệu nhạc. Trong khi thống đốc Anies Baswedan cử động khá cứng, thì thống đốc Ridwan Kamil lại cố ý khiến khán giả bật cười. Thống đốc Anies Baswedan trái cố gắng làm theo nhưng động tác vẫn còn cứng, trong khi đó, thống đốc Ridwan Kamil phải cố tình chọc khán giả bật cười. Chỉ có thống đốc Ganjar Pranowo giữa là được bình chọn thử chuyện tốt nhất. Ba vị thống đốc không ngừng nhìn theo video có sẵn và cố gắng bắt chước theo khiến người xem thích thú. Mặc dù cả ba vị thống đốc đều bắt trang rất ổn, nhưng cộng đồng mạng quyết định chọn ra thống đốc Ganjar Pranowo là người thực hiện thành thục và đúng giai điệu nhất. Thử thách Any Song bắt nguồn từ nam ca sĩ Jiko của Hàn Quốc và lan rộng khắp châu Á, trở thành trào lưu được giới trẻ yêu thích. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ba vị thống đốc cùng nhau tham gia Any Song Challenger đã ngay lập tức khiến cư dân mạng phấn khích khi được đăng tải trên Twitter. Sau gần một ngày lên sóng, đoạn clip thu về hơn 1.7 triệu lượt xem cùng 10.3 ngàn lượt chia sẻ và 20.3 ngàn lượt yêu thích. Video liên quan không còn nghi ngờ, Ninh Dương Lan Ngọc từng xác nhận, hẹn hò với Chi Chân trên sóng truyền hình, khán giả kêu gọi tẩy chay BB. Trần, loại khỏi chạy đi chờ chi, vì phát ngôn vạ miệng về người hàng Diệu Nhi đu theo trend thả thính trứng rắn cần mở, hài hước không kém gì bản gốc. Đoạn clip được chia sẻ trên Twitter và nhận được 1.7 triệu lượt xem TT, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask. Oi.